Và con mình cũng quan tâm đến đai chắn bù lưng cho trẻ em, học sinh và đặc biệt là dân trong phòng, tại vì mình ngồi khá là nhiều và mỏi lưng. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái đai chống bù lưng sản xuất tại Nhật. Mình sẽ nhờ anh kỹ thuật hướng dẫn mình cách sử dụng nha. Cái này có bao nhiêu size em? Dạ, cái này hiện tại có 3 size phù hợp cho trẻ em và người lớn. Cách đo size thì đo chu vi của vòng ngực. Rồi cả nhà có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại dưới để có thể thêm cái size cho nó phù hợp nha. Giống như cái ba lô em lo đâu cho nó ôm siết chắc phần ngực. Đầu tiên là mình đặt cái đai ở dưới ngực, mình siết, chỉ siết vùng lưng thôi, mình kéo xuống, kéo xuống ôm cho nó ôm chắc cái phần lưng, mình vòng ra trước, dán vô trước. Đây, cái này kéo xuống cho nó siết phần lưng, kéo xuống dán vô. Anh cảm nhận cái lực xíu rồi, kéo căng cái lưng, kéo căng cái dài ra cái sao vậy? Cái phần đai này này nó chỉ cái siết cái phần lưng, giúp cho cái lưng mình nó được thẳng. Nhiều khi bé học sinh nó ngồi bị sai như thế, nó dẫn đến tình trạng bù lưng. Okay. Cái thanh nèo mình nó giữ cho cái phần lưng nó chắc chắn thẳng. Ví dụ giống như khi mà học sinh ngồi trên bàn học như thế này thì nó sẽ có một cái lực kéo ngược trở lại. Mình khum càng nhiều thì nó sẽ kéo càng mạnh, và cái lực mạnh hay yếu là do mình siết chỗ này đó. Và dân trong phòng nếu mà như mình không có gù lưng mà mình đeo như thế này để chống mỏi lưng, tại khi mình ngồi không cái mình làm việc như thế này nè thì có một cái lực nó kéo lại cho mình cảm giác rất là dễ chịu ha. Cái này nếu mà xài lâu dài thì có bị ẩm ướt không hay không? Cái này là hàng Bonbone, nó là sợi carbon tổng hợp, nó rất là thoáng khí và cái lực đàn hồi nó rất là tốt. Mình xài lâu ngày có dơ thì mình giặt bằng tay và phơi trong mát. Vậy là do đây là sợi carbon thoáng khí, tại nãy mình thấy nó khá là mỏng manh. Nhưng mà cả nhà thấy nó rất là chắc chắn nè, khi mà mình siết như vậy nó có những cái trợ lực ở phía sau. Mình có thể giặt và phơi trong mát không hả? Dạ, mình giặt phơi trong mát, mình dùng rất là nhiều lần. Rồi cả nhà mình có thể sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ như này nè để giúp cho các em nhỏ chống bù lưng và đặc biệt là dân phòng đỡ mỏi lưng ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu mà bà con mình muốn xem thông tin thì gọi điện trực tiếp vào Hoàng Sơn, số điện thoại bên dưới để có thêm thông tin về các sản phẩm của Bonbone hỗ trợ ha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.